Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng chơi chế độ đặt bom nha mọi người. Các bạn thì nghe bảo Kẹo là anh ơi, anh chơi chế độ đặt bom đi. Thế nên là tôi chờ lòng anh em thôi. Với chế độ này thì mình sẽ chơi cái combo mà có cây súng Spark 12 nha anh em. Thì đối với video này ngày hôm nay là các bạn có thể là comment cái ID game Free Fire nhé. Tức là trưa mai thì mình sẽ công bố những cái bạn mà Kẹo đã tặng kim cương vào video trưa mai nhá. Hiện tại thì anh em comment ID game để có cơ hội nhận được kim cương miễn phí từ Kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đây, khi mà anh em đang xem video trên kênh của Sĩ Kẹo thì nhờ anh em có thể là anh em nhấn nút like, các bạn nhấn nút chia sẻ video giúp Kẹo được không ạ? Ok này, ui, thật kia, ui, đậu xe này. Trời ơi, chạy làm sao được hả em ơi? Làm sao? Đâu rồi? Mình không biết là đây thì còn người nữa không nhỉ? Hello hello, có ai không đây? À, thì ra là ở ngoài, ok baby. Làm sao hả em ơi? Này. Ủa, đã bị knock rồi cơ. Đồng đội nhanh tay quá anh em ạ. Cay cú thật. Thế là thôi xong anh em, đồng đội cái mạng của mình. Cay cú thật sự luôn, đừng đùa. Này, lên bảng đi em. Hình như là cái thằng đấy nó chết rồi anh em ơi, chẳng qua là hơi lag. Nên là anh em thấy nó đã còn bò đây và không thấy ai nữa anh em. Rõ ràng là còn lại một đứa cơ mà. Anh em thấy không ạ? Ký hiệu như thế kia là còn lại một đứa nhá. Và trong video này ngày hôm nay sẽ có đó là cốt bộ trang phục sơn tinh nữa. Rồi nhá. Nói chung thì lát nữa trong video mình sẽ hiển thị cái cốt bộ trang phục sơn tinh này. Thế nên là các bạn hãy đừng rời mắt khỏi video nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ten ten. Ơ, tìm thằng cuối mà gian nan quá cơ anh em ơi, thật sự luôn, đùa nhau. Đậu xanh. Cái kiểu gì nó trốn ở đâu mà không kiếm được nó nhở? Thời gian đặt bom thì gần hết rồi mà không thấy thằng bé đặt bom đâu. Ủa ơi, trốn đâu mà trốn kỹ vậy bạn? Rồi nha, ok. Game đầu tiên đội mình win, cực kỳ là nhẹ nhàng. Đấy, có gì khó đâu anh em. Và chúng ta đến với vòng 2/7 thì cái đội của mình vẫn là đội phòng thủ thôi. Ai, mà mình vẫn lại chơi cái combo gọi là có cây súng Spark 12. Thì nó có cả cái súng băng nữa, phải nói là khá là tiện. Và combo này là một cái combo khá là dễ chơi khi mà anh em chơi trong chế độ đặt bom này. Đó gọi là combo mà anh em dễ chơi nhất luôn. Vãi cả trưởng. Mày ra đây em ơi. À, chạy đâu hả? Ra đây vả nó luôn anh em ơi. Ủi hai đứa luôn. Vãi cả trưởng này. Làm sao hả? Đùa nhau này, nốc một đứa này. Đâu, đứng đây hả? Slow các bạn ơi, slow không? Ui, sợ quá, ui, sợ quá. Sợ quá nhở? Anh lại sợ chú quá cơ này. Mày chạy nổi không em? Úi dồi ôi, anh thấy rồi, không phải trốn nữa. Khổ lắm cơ, cứ ngồi trốn thôi. Đậu xanh thằng này, trốn này. Trốn này. Xong luôn nha, nốc luôn. Trốn à? Trốn làm sao được. Hài vãi trưởng anh em. Thế là nãy thì tôi lùa nó, thằng bé toàn trốn sau cái thùng gỗ. A à, đủ. Vãi nồi. Thằng nào chơi thâm thế hả? Ủa ơi, ủa ơi, chơi thâm thế hả bạn ơi? Dựng một mớ bông keo này. Rồi ok, cái này thì cần phải phá bông keo anh em ơi. Rồi nhá. Đây, đứng lên gỡ bom. Khổ lắm cơ. Đậu xanh. Thằng bé này công nhận là chơi game thông minh thật. Anh em thấy thế không? Nói chung là Kẹo chơi cái chế độ đặt bom thì khá là quen rồi anh em. Mình chơi nhiều trận rồi, nên là bây giờ chơi rất là tự tin luôn. À đủ, à đủ. Bạn ơi đừng thế, bạn ơi đừng thế. Cho mình lượm cái trái bom đi. Vai nổi. Đây mọi người, hôm nay thì sẽ có code sơn tinh nhá. Code sơn tinh cho anh em nha. Và mỗi gus code thì một người sẽ sử dụng được nhá. Anh em nhanh tay một game nào. Đây, ba code đầu tiên cho anh em đây. Ngay hôm nay trong video này thì vẫn đang còn code nữa tặng cho anh em. Nên là anh em đừng có vội rời khỏi video nhá. Rồi nha, ok. À đủ. Vãi cả trưởng, vãi cả trưởng. Sao đấy hả? Mày làm gì? Đậu xanh này, nốc chưa em ơi? Sợ chưa? Sợ chưa? Rồi, nốc đứa thứ hai này. Thằng nào nữa? À đủ, ở đây hả? Đùa nhau, qua vả nó luôn. Mày làm sao hả? Đậu xanh này. Và nếu như mà anh em còn chưa nhập được code thì các bạn có thể là comment đi game. Và anh em ơi, cơ hội thì trưa mai mình sẽ công bố
mấy bạn trúng kim cương nha anh em. Các bạn thì kẹo dạo này là có chương trình tặng kim cương cho các bạn xem video. Đấy, thế nên là anh em có thể là comment ID game ngay bên dưới video. Và trưa mai thì kẹo sẽ tặng kim cương cho anh em nhá. Rồi nha, ok. Nói chung là lựa chọn mấy bạn ngẫu nhiên thôi. Kẹo thì kẹo không thể tặng hết kim cương cho anh em được, nhưng mà sẽ tặng một vài bạn. Ok đây. Thời tiết nó lại mưa chứ lại. Rồi nha mọi người. Và các bạn đừng quên đó là trong video này thì vẫn đang còn code nữa. Ui, đậu xe này. Vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng. Các bạn thì tháng này mình lấy code bộ trang phục sơn tinh hơi nhiều. Đấy, tháng nào thì cũng được bên Garena gọi là add cho mấy cái code. Code để tôi tặng cho anh em đấy mà. Đó, nên là anh em muốn kẹo có nhiều code để tặng cho các bạn thì các bạn xem video, các bạn nhớ like, các bạn chia sẻ video. Khi mà có nhiều view, nhiều sub thì sẽ được tặng nhiều code hơn. Ok, boya, nhẹ nhàng. Anh em thấy không, một trận đặt bom đầu tiên thì phải nói là quá là nhẹ nhàng với kẹo luôn. Tôi thì tôi gọi là best chế độ đặt bom rồi. Rồi nha, ok. Đó, cực kỳ đơn giản đúng không nào? Yes. Và đây mọi người, đến với trận đặt bom thứ hai nhá. Trận đặt bom thứ hai trong video này ngày hôm nay. Không biết là tất cả anh em đã like cũng như là chia sẻ video chưa nhỉ? Các bạn nhớ like, các bạn chia sẻ video giúp kẹo nhá. Rồi ok. Ten ten. Và 3, 2, 1 anh em ơi. Đây, chúng ta bắt đầu đến với trận đấu đặt bom ngày hôm nay. Let's go. Tầm này thì kẹo đang chơi combo đó là vẫn là một cái spam 12 với lại súng băng. Combo này thì kẹo bắn không hay lắm nhưng mà mình cũng bắn đã khá là quen. Nói chung là tự tin để chơi trong chế độ đặt bom. Ui, vãi, đồng thế. Đậu xanh đâu phết anh em ơi. Căng thật không đùa đâu. Này, ui, vãi cả trưởng này nạp đạn này. Xong luôn, ngon lành. Ui dồi ôi, tiễn chú lên thiên đàng. Và nữa hả? Ui, cái kiểu gì mà sao lag thế. Vãi nổi này. Cái kiểu gì mà sao trông nó lag thế anh em. Đậu xanh, đuổi theo nó. Mày làm sao? Đùa nhau à? Nốc nữa nha. Lên trên đường đi. Sao? Ui nữa hả? Đậu xanh này. Được thứ ba nhá. Cho nó gục luôn anh em và lên bảng. Xong, còn thằng cuối. Thằng cuối nữa thôi anh em ơi. Đây, nữa hả? Ui, cái đậu xanh này, thằng cuối này. Xong. Yes. Ơi anh em, nhanh gỡ bom này. Đây, tầm này thì vào này win rồi. Nên là lại tiếp tục tặng code sơn tinh cho anh em này. 3 bộ trang phục sơn tinh cho 3 người may mắn. Tức là anh em nhập được nhanh nhất thì các bạn sẽ sở hữu được bộ trang phục sơn tinh nhá. Bình thường thì các bạn mua với giá là 999 kim cương. Hôm nay free luôn, tặng cho anh em 3 code luôn. Và anh em ơi, hãy nhanh tay vào game anh em nhập cái code bộ trang phục sơn tinh nhá. Bộ trang phục vĩnh viễn luôn. Đó, cảm ơn tất cả mọi người. Và anh em có thể là tạm dừng video lại, các bạn vào nhập code vô tư. Đó, và anh em ơi, đây mình sẽ qua đây nha. Anh em đoán xem hôm nay là còn code không nhỉ? Có, vẫn đang còn code nữa anh em ơi. Dành cho những bạn chăm chỉ xem video từ đầu đến cuối thì ngày hôm nay chuẩn bị lát nữa lại có thêm code bộ trang phục sơn tinh tặng cho mọi người. Vãi cả trưởng. Mày làm sao? Chạy đâu hả? Đùa nhau à? Đây, ui, ba đứa đứng một chỗ luôn. Vãi cả hàng. Ghê vậy. Đùa nhau. Ui, bắn toàn vào chảo này. Vãi trưởng, thế này chơi gì? Thôi xong. Vãi, ba đứa quay kẹo rồi này. Nốc này, hai đứa. Đậu xe này, nốc này, thằng cuối. Mày ra đây. Tao lại giận mày quá cơ. Mày ra đây em ơi. Cái đậu xanh, yes. Ngon lành luôn, chiến thắng anh em ơi. Và đây mới là chiến thắng vòng 2 thôi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng vòng 3 và vòng 4 để kết thúc sớm luôn. Đây. Vòng này thì team mình sẽ là người đặt bom này. Anh em ơi, cố lên. Tranh bom. Đậu xanh. Rồi nhá, ngon. Tầm này thì kẹo đã cầm bom rồi. Khổ lắm cơ. Thi thoảng thì anh em tranh bom trong chế độ đặt bom này anh em ấy toàn bị đồng đội gọi là liếm mất bom. Muốn tranh bom cũng hơi khó. Uầy, vãi. Nói chung là cơ hội mà anh em lại được bom đầu trận là 25%. Đấy, ông nào cũng muốn tranh bom để đi đặt thôi. Đấy, hiện tại thì mình đã đặt ở khu A nhá. Rồi nhá. Đứng đây hóng cho địch nào mọi người. Rồi ok. Các bạn thì mình sẽ quần máu cái đã. Nãy vừa qua đặt bom đã bị ăn bắn rồi. Khoai thật sự. Let's go qua phía này. Anh em ơi, anh em thấy ai chưa nhỉ? Ui, vãi. Thằng quần trắng à? Cái đậu xanh, hai đứa luôn. Ui, câu liệu này. Đậu xanh, ghê vậy. Anh em ơi, vào nhầm động địch rồi. Vãi cả trưởng. Ui, còn tí máu. Đậu xanh luôn. Này, ơi. Nhanh cứu các bạn ơi. Vãi cả nồi, đi kia. Nhanh cứu mình cái. Đây bạn ơi, qua đây cứu cái. Ui dồi ôi.
Nhanh kìa, hạ nó kia, hạ nó kia. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ôi thôi xong cái anh em ạ. Rồi ok, bom sẽ nổ sau 21 giây nữa. Cái bom này thì mình vừa đặt rồi, nên là chờ thôi anh em. Chờ thôi. Mấy thứ kia không ra là bom nổ ngay. Ơ, vãi trưởng, gì đây? Ôi thôi xong rồi. Thôi thôi anh em ơi, phần này chơi lỗi rồi. Ui, còn mấy giây nữa này. Mấy giây nữa này, anh em ơi cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Yes. Wow. Được, thật sự luôn. Mình tưởng là pha đấy team địch win cơ, không sao, team mình vẫn win. Đó, lại tặng code cho anh em bởi vì là chiến thắng mà. Đây là code bộ trang phục sân tinh nhá. Mỗi gất code thì một người sẽ sử dụng được nha anh em ơi. Có 3 code dành cho 3 bạn nhanh tay nhất luôn nè. Đó, anh em ơi. Nếu như mà anh em nhập được, các bạn hãy comment để cho kẹo biết nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể là comment ID game và kẹo sẽ lựa chọn những bạn ngẫu nhiên. Ngày mai, trưa mai thì sẽ lên video và thông báo những cái bạn mà đã được kẹo tặng kim cương nhá. Đó, anh em comment ID game Free Fire để nhận được kim cương miễn phí từ kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ui, vãi trưởng, làm sao đấy Hải ơi. Này, trời ơi, đây, mình sẽ đặt bom cái đã. Đó, còn lại là 1 giây. Ui, vãi thật trưởng. Làm sao, mà tính phá hả em ơi. Đậu xanh này, anh đang đặt bom này, tính phá hả em, nốc luôn này. Cái đậu xanh này, xong chưa, sợ chưa? À, đủ ở trên có người luôn. Phần này hơi căng. Vãi thật sự. Đấy, tranh thủ đồ cái đã. Ủa, đậu xanh, này còn tí máu luôn. Dã man. Đùa, cậu ông chơi tôi thế này thì hơi căng. Rồi nha anh em. Từ từ. Ủa, vãi, anh em thấy chưa? Đi kìa. Mình đang cố gắng, mình tranh thủ, mình rút đồ cái mà. Đậu xanh này, ăn đạn bằng bốn đi em ơi. Xong, nốc một đứa đấy. Ui. Vãi, bên hông bắn căng quá anh em ơi. Nó ngay bên hông này, ngay chỗ khu B. Từ từ anh em ơi, mình sẽ quần máu cái đã. Đậu xanh dã man, cậu ông chơi thế này chết tôi không nhở. Và mọi người ơi, tập này thì bom sẽ nổ sau 26 giây nữa này. Nói chung là canh cho nó thôi. Đậu xanh này, mày ra đây. Đậu xanh này. Ui, mình bắn ngáo quá anh em. À, tính qua gỡ bom à. Tính qua gỡ bom Hải ơi. Liều ăn nhiều à, xong luôn, headshot. Chia buồn nha bạn ơi. Và bo nha quẩy lên nào. Ở tầm này kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại anh em sau nhá. Bye bye. Và kẹo chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá.